Ước hoa vùng kín được biết đến là vũ khí bí mật của chị em phụ nữ, giúp cho cô bé lúc nào cũng tươi mới, tỏa ngát hương thơm, hạn chế tối đa mùi hôi, mà còn ngăn ngừa được tình trạng viêm nhiễm từ những bệnh lý nguy hiểm. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau, nhưng nước hoa Dionel màu đen luôn là cái tên được nhiều người biết đến nhất. Vậy sản phẩm này có gì mà lại hot đến thế? Hãy cùng shop mình tìm hiểu kỹ về sản phẩm đang nổi đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Dionel được biết đến là một thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc, hãng chuyên nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm vệ sinh phụ nữ cũng như nhiều sản phẩm làm đẹp khác. Các sản phẩm của Dionel đều được tạo ra từ công nghệ tiên tiến và bảng thành phần 100% tự nhiên, cam kết an toàn cho vùng da mỏng manh của phụ nữ. Trong video này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu về dòng màu đen, phiên bản ăn khách nhất mọi thời đại. Sản phẩm này có thiết kế giống như một chai tinh dầu với phần đầu lấy dạng chấm. Dung tích sản chỉ 5ml, nhỏ gọn dễ dàng bỏ vào túi xách mang theo bên người đi công tác hoặc đi du lịch xa. Ngoài ra nước hoa vùng kín Dionel màu đen được chiết xuất từ những thành phần tự nhiên, vô cùng an toàn và lành tính như dầu hạt hướng dương, tinh chất này có tác dụng làm mềm và dịu da đồng thời tạo thành một lớp màng bảo vệ trên bề mặt da. Dầu hạt jojoba có công dụng chính của nó là tăng cường độ ẩm cho da, góp phần thu nhỏ lỗ chân lông và ngăn ngừa nhiễm trùng. Dầu hoa anh thảo là thành phần có công dụng làm mềm và cải thiện làn da khô hiệu quả. Ngoài ra còn có dầu hạt maca, dầu ô liu, dầu argan là thành phần nổi tiếng với công dụng kháng viêm cho vùng kín. Đặc biệt là nước hoa vùng kín Dionel màu đen có khả năng giữ mùi tốt, trung bình từ 16 đến 18 tiếng lận. Thông thường buổi tối sau khi tắm chị em chỉ cần dùng khoảng một giọt, nhưng qua một ngày dài làm việc thì em này vẫn còn để lại một mùi hương thoang thoảng dễ chịu đấy nhé. Nước hoa vùng kín Dionel hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán nước hoa vùng kín Dionel hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.